Và ngày hôm nay thì Đức Anh rất là vui mừng được chào đón một chị khách hàng rất là xinh đẹp này. Và chị đã hoàn thành thành công xong việc giảm mỡ bằng công nghệ Lipo Ultrasound tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gagu. Thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị khách hàng một chút nha. Dạ chị ơi, chị có thể giới thiệu mình tên là gì và mình hiện tại đang ở đâu cho em biết được không ạ? À, chị Bích ở quận 11 phải không ạ? Chị Bích ơi, mình hôm nay mình đến tái khám là mình hút mình giảm mỡ bằng công nghệ Lipo Ultrasound được khoảng bao lâu rồi nhỉ? Một tháng đúng không? Thì trong vòng một tháng vừa qua chị thấy rằng là cái vòng bụng của mình nó càng thì giảm đi đúng không? Đi. Càng bé đi hơn đúng không? À, chị biết tới bệnh viện thẩm mỹ Gagu qua đâu nhỉ? À, và thấy rằng là các chị em khi mà đã làm đẹp tại bệnh viện thẩm mỹ Gagu thì hiệu quả nó rõ rệt đúng không? Và mình đã quyết định là trao gửi niềm tin tới bệnh viện thẩm mỹ Gagu phải không ạ? À, và chị ơi thì trong một tháng vừa qua thì các bạn nhân viên y tá điều dưỡng hay là các bạn trong khách hàng hay thường gọi điện hỏi thăm mình không? Ừ, hay có đúng không? Dạ chị đánh giá các bạn như nào nhỉ? Có tận tình chăm sóc mình không nhỉ? Dạ vâng. À, thế chị Bích ơi, cho em hỏi là với cái vòng bụng trước kia hay là cái dáng bụng trước kia của mình nó có vấn đề gì, có tình trạng gì hả chị? Mỡ nhiều xấu lắm em ơi. Ừ, nhưng mà cái tình trạng mỡ như thế là mình đã diễn ra từ lâu chưa? Đã có từ lâu chưa? Lúc chị hồi còn gái. Còn con gái đúng không? À, thế không biết rằng là chị Bích đã sinh nở gì chưa nhỉ? À, chị có một bé rồi đúng không? Nhưng mà chị thấy rằng là từ khi có một bé rồi này là bụng của mình nó càng ngày càng phì ra và tích mỡ xấu đúng không ạ? Đúng rồi. Và đây có phải là cái hình bụng trước kia của mình không? Đúng rồi đúng không? Thì em xin phép là chia sẻ cho khách hàng biết ha. Dạ thưa quý hàng ơi, đây chính là cái tình trạng bụng trước kia của chị Bích nha. À, đây chúng ta thấy rằng là cái móng tay của chị đây nha, đều là một người hết nha. Rồi em cảm ơn chị. Thì đây chính là cái tình trạng bụng trước kia của chị này. Chúng ta để ý thấy nhá, là chân tay của chị Bích ấy thì là da liền xương, tức là rất là gầy. Nhưng có một cái vấn đề xảy ra là bụng của chị thì lại rất là béo, phình ra rất là nhiều. Đồng thời chúng ta có thể thấy nha, là nếu mà cái người nào mà người ta tập gym nhiều hoặc là có thể chạy bộ nhiều nhưng cái thể trạng của chúng ta là ngồi nhiều á, thì cái phần bụng mỡ dưới chúng ta sẽ bị tích trữ nhiều. Nhưng mà chị Bích thì có phần bụng trên, bụng giữa, bụng dưới đều có lượng mỡ gần như nhau luôn. Và bụng trên của chị nha, đây chúng ta nhìn thấy cái vòng eo này, hai cái vòng eo cực kỳ bánh mì luôn và nó phình ra hai bên rất là nhiều. Đây là cơ địa mà các chị em đã sau sinh rồi thì sẽ có cái tình trạng như thế. Đồng thời các chị em mà ít vận động nha, ăn uống thì không khoa học này, và hay thường có tình trạng như thức đêm thức hôm nhiều. Đồng thời rằng là ăn thì tích mỡ vào đây và ngồi cũng như thế, thì nghiễm nhiên rằng là cái phần bụng dưới của mình nó sẽ bị chè ra, bị gọi là có nhiều cái phần mỡ xấu. Và sau khi thực hiện cái công nghệ giảm mỡ bằng Lipo Ultrasound, chúng ta sẽ xem cái góc nghiêng của chị nha. Rồi xuất sắc luôn. Chị ơi, chị có thể vuốt hai bên eo của mình được không ạ? Rồi, chúng tôi không hề bóp eo hay sử dụng bất kỳ cái hình thức nào nha. Tất cả đều là người thật việc thật hết nha. Rồi, chúng ta có thể thấy nhá. Rồi, chị để tay lên lại giúp em được không ạ? Rồi, chúng ta có thể thấy nha, là cái phần bụng dưới của chị này, khi mà thực hiện công nghệ giảm mỡ Lipo Ultrasound nha, phần bụng dưới khi mà chúng ta nằm xuống thôi, nó bị ì sang hai bên rất là nhiều. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thực hiện xong công nghệ thì phần hai bên này ấy, eo rất là sát với cái phần cơ, phần xương luôn. Mà cái này chỉ được khoảng một tháng thôi đúng không? Đúng, một tháng thôi. Chị yên tâm nha, từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba ấy thì là cái bụng của mình nó càng vào hơn nữa, càng vào form hơn nữa nhá. Rồi, và cái phần bụng ở phần dưới của mình này thì nó tích mỡ xấu rất là nhiều do cái tình trạng cơ địa của mình. Cái thứ hai rằng là do mình đã sinh nở rồi thì cái phần bụng mỡ ở dưới nó tích mỡ rất là nhiều. Và sau khi mà thực hiện công nghệ là giảm mỡ Lipo Ultrasound, lấy toàn bộ phần mỡ thừa ra và điêu khắc toàn bộ lại vòng eo của mình, là em thấy rằng là cực kỳ là uy tín đúng không? Cực kỳ là đẹp đúng không? Ừ. Trong một tháng qua đã có ai khen mình là bụng mình đẹp và trông càng ngày càng thon hơn, mặc quần áo đẹp hơn chưa? Bồ khen đúng không? À thế là không? Dạ. Thế à, mình không biết là khen như thế nào nhỉ? Nó nhỏ, bụng nhỏ và đẹp. Ừ. Từ từ sẽ đẹp nữa đúng không? Cái vòng eo này nha, em nói thật đấy là bồ chị chắc là ôm chị chắc là đã lắm ha. Dạ, anh ở nhà anh có nói gì không? Có khen người yêu mình không chị? Ừ, ống động viên đi làm dữ lắm. À thế à, ui tuyệt vời quá. Nếu mà một chị khách hàng hay là một người bạn gái nào đấy mà được người yêu của mình lại xôn xoe đưa mình đi làm đẹp, thậm chí là cổ động tinh thần của mình, thì đấy là cái điều đẹp đáng giá nhất đúng không hả chị ha? Ừ. Dạ, thế thì là nhân tiện đây là chị có muốn gửi lời gì tới các chị em phụ nữ đang cũng có cái tình trạng bụng giống mình nhưng mà lại chưa có quyết tâm để đi làm đẹp không nhỉ? Để chị đẹp rồi về chị động viên mấy chị em. À, động viên mấy chị em của mình đúng không? Đi tới đây làm đẹp. Dạ, chị thấy rằng là ở đây làm có bị đau hay là có bị sưng tấy sau khi mình thực hiện xong công nghệ không nhỉ? À, không đau gì. Không đau đúng không? Nhẹ nhàng. Dạ, nhẹ nhàng, êm ái, tinh tế, bác sĩ thì tận tình đúng không?
Dạ vâng, thì chị ơi, chị nhân đây chị có muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ ekip bác sĩ đã tận tình giúp mình không nhỉ? Cảm ơn bác sĩ đội ngũ của em. Dạ. Rất nhiệt tình. Dạ. Đã làm chị cho chị cái vòng lắm. Dạ vâng, giúp chị có cái vòng eo đúng không? Rồi. À thế hả? Thế là chị đã thay đổi hết quần áo rồi hả? À trong một tháng qua thì là mình đã có những cái bộ quần áo nó đẹp hơn đúng không? Diện hơn đúng không ạ? Rồi bây giờ mà hai mẹ con mà đi với nhau thì không biết ai là chị ai là em ha. Dạ, giống hai chị em đúng không? Rồi thưa Quý Khang ơi, thì Đức Anh xin phép là chia sẻ lại cái tình trạng bụng trước kia của chị nha. Chúng ta xem góc nghiêng nhá. Đây là tình trạng bụng trước kia của chị Bích ở quận 11 này. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần bụng của chị nhá, là cái phần eo bánh mì lộ ra rõ rất là nhiều do cái thời kỳ sinh nở của chị này. Đồng thời rằng là do cái cơ địa của mình là không tích mỡ ở phần bắp tay, bắp chân thì nó lại tích mỡ ở phần bụng. Mà đặc biệt rằng là tích mỡ đều luôn nha. Bụng trên, bụng giữa, bụng dưới tích mỡ cực kỳ đều. Và bụng dưới thì lại có cái phần nó hơi sổ ra một tí bởi vì chúng ta ngồi nhiều. Đúng rồi, ba vòng như một đúng không? Rồi rất là thương luôn. Nhưng mà sau khi mà làm xong thiên chức làm mẹ và có một quá trình tìm hiểu về bệnh viện thẩm mỹ Gangu thì chị đã quyết định tới bệnh viện thẩm mỹ Gangu thực hiện công nghệ giảm mỡ lipo ultrasound để có thể lấy lại cái thời thanh xuân, nét con gái và ngày càng cực kỳ sexy bốc lửa hơn chị ha.